Thưa quý vị, Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 2022 với chủ đề Phát triển du lịch biển đảo, thế mạnh của du lịch Việt Nam diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 vừa qua đã trở thành một điểm nhấn của ngành du lịch Việt Nam, tạo ra không khí mới cho sự giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, qua đó thúc đẩy thị trường khách quốc tế, góp phần quan trọng trong việc phục hồi du lịch quốc tế của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Hội chợ thu hút trên 400 tổ chức và doanh nghiệp du lịch tham gia gian hàng đến từ 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 365 người mua quốc tế và nội địa đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, các trung tâm du lịch cả nước. Quan trọng hơn, với hoạt động B2B, tức là tổ chức cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế làm việc, trao đổi sản phẩm, ký kết hợp tác, đã có 3.680 cuộc gặp mặt trao đổi giữa người mua và người bán. Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 2022 không chỉ trở thành sự kiện B2B lớn nhất của ngành du lịch từ trước đến nay, mà còn khẳng định vị trí hàng đầu của hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn ban tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Đà Nẵng 2022 đã mời đơn vị chúng tôi tham gia. Đây là cơ hội để nâng cao hình ảnh của Malaysia. Tôi thấy hội chợ được các đơn vị phối hợp tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị tham gia và Đà Nẵng được lựa chọn để tổ chức hội chợ rất phù hợp. Hội chợ lần này, thì đó là các cái doanh nghiệp của Đà Nẵng nói riêng và của cả nước nói chung thì chúng tôi đặt vào một cái kỳ vọng rất lớn. Vì nó là một cái hội chợ lớn của cả nước là sau dịch và cũng là một cái cơ hội mà để các doanh nghiệp của Đà Nẵng cũng như cả nước có cơ hội để tiếp xúc với khoảng tầm hơn 400 buyer trong nước và quốc tế. Và đặc biệt là cái thị trường Đà Nẵng là thị trường thế mạnh về thị trường khách inbound. Thì đây là một cái cơ hội lớn để cho các cái doanh nghiệp làm inbound người ta tiếp cận với hơn 150 buyer đến từ hầu hết các cái thị trường lớn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ đã diễn ra các hội thảo chuyên đề, nổi bật là hội thảo chuyển đổi số với chủ đề truyền thông hiệu quả trên nền tảng số dành cho các doanh nghiệp du lịch. Những người đứng đầu, người thực hiện chiến lược trong lĩnh vực truyền thông số đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi đề xuất các giải pháp phù hợp về chuyển đổi số trong điều kiện hiện nay của ngành du lịch Đà Nẵng. Và hội thảo du lịch biển đảo Việt Nam, thời cơ, thách thức và giải pháp đã nhận được nhiều ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ trung ương đến địa phương và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài ngành, các sáng kiến từ doanh nghiệp du lịch để phát huy thế mạnh của du lịch khu vực miền Trung. Qua cái hội chợ lần này cũng như chủ đề hội chợ thì chúng tôi cũng sẽ giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm về du lịch biển sẽ kết nối, trao đổi và đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Đặc biệt các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng đến với du khách cũng như các người mua quốc tế trong tham gia cái hội chợ lần này. Đà Nẵng với vị thế, vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, một trong những điểm đến được đánh giá là điểm sáng của cả nước trong lĩnh vực du lịch, thu hút hàng triệu lượt du khách bởi vẻ trẻ trung, văn minh và hiện đại. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong ba thị trường có nguồn khách du lịch nội địa quan trọng của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc chúng ta tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2022 tại Đà Nẵng, đó là sự tiếp theo sự thành công của Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội và Hội chợ du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Việc tổ chức là sự lựa chọn phù hợp, Bộ Văn hóa xin được ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực, nỗ lực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc chủ trì và phối hợp với thành phố Đà Nẵng để tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022. Năm 2022 được xem là năm đánh dấu sự trở lại và phục hồi của ngành du lịch cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Và cũng trong năm nay, Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức thành công hàng loạt sự kiện, lễ hội đặc sắc mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, góp phần quảng bá điểm đến và thu hút khách đến Đà Nẵng. Tiếp nối thành công đó, Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng 2022 đã làm cầu nối cũng như góp phần đưa Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và trong khu vực.